Trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Đấy, lại là Phạm Huấn đây. Tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về xây dựng thì hôm nay Phạm Huấn sẽ trân trọng giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm đó là bay xây dựng. Bên mình thì vừa mới từ xưởng về 500 con. Đấy, thì anh em có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ. Đấy, bên mình phân phối xỉ lẻ trên toàn quốc luôn. Bán cho anh em bán online hoặc là chúng ta bán tại cửa hàng cũng rất là ok. Trên thị trường thì rất là nhiều dòng bay khác nhau, nhưng mà dòng bay của trên thị trường thì nó không được đảm bảo tại vì là họ làm đa số là làm thủ công và chất lượng rất là kém. Còn bên mình thì chất liệu làm bay thì rất là ok luôn, làm từ lưỡi cưa. Thứ nhất là lưỡi cưa, thứ hai là nhíp ô tô và thứ ba là chất liệu titan, là một trong ba cái chất liệu cực kỳ là tốt chúng ta sử dụng trên thị trường. Bay thì không bao giờ bị rỉ hoặc là bị sét hoặc là bong chuôi hôm trước là gần như là không có luôn. Thì các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ. Mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về cái dòng sản phẩm này. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ theo số điện thoại của Phạm Huấn trên màn hình đây. Và mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cái dòng một. Đấy, con đầu tiên mà mình vẫn giới thiệu đó là cái con bay lá đề. Đây là một trong những con phổ thông. Đấy, chúng ta có thể sử dụng được cho cả xây cả chát luôn. Và đặc biệt là anh em ở miền Nam thì sử dụng con này tương đối là nhiều. Tại vì anh em ở miền Nam thì xây của mình mình xây cái gạch nó nhỏ vừa. Đấy, cho nên chúng ta sử dụng con này rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo là con bay A1. A1 thì nó có con hai loại là A1 vuông và A1 tròn. Kích cỡ của bay bên mình thì đều là chiều dài là 17, chiều ngang là 9 phân. Phần cán này là dài là 16 cm. Đấy, nó rất là chuẩn luôn theo kích cỡ tiêu chuẩn của anh em để có thể xây và chặt gạch. Nó cũng rất là ok và thoải mái thuận tiện cho các bạn khi mà mình sử dụng cái bay này. Nó rất là ok luôn. Đó, thì khi mình sử dụng nó sẽ đầm tay thoải mái khi mình sử dụng. Đấy, đây là ba con này. Đấy, tiếp theo là một con bay titan này. Đấy, con bay titan này thì chúng ta sử dụng cho xây này. Đấy, con này rất là ok luôn, đầu bo đồng này, cán có chốt đinh này. Đấy, phần đinh nhôm của bên mình thì được dập hoàn toàn bằng máy này, không có một tí gợn nào luôn. Đấy, để anh em sử dụng vừa xây tô chát rất là thoải mái. Phần cán thì được làm bằng gỗ tự nhiên rất là chắc chắn. Đấy, thương hiệu thì được giật bằng tia laser. Đấy, đốt tia laser thương hiệu Dương Minh, một trong cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường. Đấy, bên mình thì chuyên cung cấp xỉ lẻ cái dòng bay này trên toàn quốc. Bên mình thì chuyên phân phối xỉ lẻ trên toàn quốc luôn. Nên là anh em các bạn có nhu cầu về dòng bay xây dựng này thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn để bên mình tư vấn cho các bạn về cái dòng sản phẩm này. Đấy, một trong những cái dòng sản phẩm phổ thông dành cho anh em xây dựng mà gần như bác thợ nào cũng phải có để sử dụng trong công việc cũng như là trong gia đình mình. Ngoài để sử dụng để xây dựng thì anh em có thể sử dụng để làm vườn cũng rất là tốt luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.